Kha Ti xin mến chào quý vị và các bạn đã đến với 5 phút với Kha Ti. Và hôm nay mình làm một món rất là đơn giản, mình ăn với cơm nha. Mình sẽ làm món khô cá cơm, cay, ngọt. Và để mình bắt đầu á thì mình phải có vài cái nguyên liệu dễ nhớ đó quý vị. Thì là mình có cá cơm. Cá cơm này đó thì ngoài chợ mình bán rất là nhiều chỗ, mà chỗ tủ lạnh nha, chứ không phải là frozen. Mấy con cá nhỏ nhỏ như thế này ăn bổ calcium nữa. Xong rồi giống như mình rang lên làm cho nó ráo lên vài phút thôi. Cái sốt này là cái sốt ớt. Đặt cái này vào đây khoảng chừng một muỗng canh đó. Cái này là nó là có phần ngọt ngọt và phần mặn mặn nữa. Mình cứ để như thế. Xong rồi Kha Thi để đây là mình để hai muỗng, khoảng chừng hai dòng, giống như là hai muỗng canh nước đường. Đó, nó khèo lên như thế này. Còn cái phần này đó là Kha Thi muốn một cái muỗng canh, thấy giống như ketchup vậy, nhưng là tại vì nó chua chua, nó có giấm trong đó. Bây giờ mình để này vào. Đó, mình để vào đây luôn. Mình bớt lửa nha, mình để medium thôi. Tại nếu mà lửa cao thì sẽ bị khét. Tại trong này có đường đó. Cái mùi tỏi thơm nè. Có mùi gia vị của ớt nè. Mình để tí xíu nước xì dầu nha, đặng cho nó đậm đà lên. Đó. Cái này thì là nếu mà mình ăn cay nhiều thì mình để ớt nhiều. Mà nếu mà mình muốn trẻ em ăn được thì mình để tí xíu ớt thôi. Mà thực ra là hôm nay Kha Ti đi chợ đó, mình biết mà nhiều khi mình đi nhanh, Kha Ti quên những cái gì mà cho nó xanh, quên cái dưa leo. Nhưng mà không sao, hên quá, ở nhà có nhiều rau sống nên Kha Ti làm một dĩa rau sống ăn cho nó vui với cái này. Giống như là thực tế mà quý vị ha, nhiều khi mình đi chợ mình quên rồi sao, thì mình phải biến chế. Đó, cái này đây, quý vị thấy là rất là dễ ăn nè. Mình cứ để lên cơm như thế này mình ăn, là kêu là phần cá cho buổi cơm. Xong rồi để tí xíu rau đây cho nó xanh, ngon, thơm. Kha Ti còn tí xíu kim chi, Kha Ti để lên đây luôn. Cái này là nhớ là hồi xưa người ta hay ăn cơm nguội với khô đó, thì mình ăn cơm ấm cũng được. Khô này nóng cũng được mà lạnh cũng được luôn. Kha Ti mong rằng quý vị sẽ làm cái món này, khô cá cơm cay ngọt vào một ngày rất là gần đây, ăn với cơm nguội cũng được nha quý vị ha. Hẹn gặp quý vị kỳ sau, mình sẽ làm một món ngon nữa.